Vâng, xin chào các bác. Phải nói là cái mẫu xe này ngày xưa là tôi ước mơ nhiều nhất này. Tôi mất ăn mất ngủ vì nó này. Bởi vì thực sự lúc đó tôi còn khá là trẻ. Khá là trẻ. Nên là nhìn chiếc Civic chạy trên đường thì thực sự nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó thể thao trẻ trung và thanh lịch. Nhưng ngày hôm nay thì đúng là ngày hôm nay tôi mới được sờ mó vào nó đấy. Và khi vận hành nó thì tôi cảm giác rằng phải nói rằng Honda công nghệ máy Evotec Van Biên Thiên vận hành cộng với hộp số CVT phải nói là quá tuyệt vời. Ngọt, mượt, tăng tốc nhanh và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Và Honda thì nó là một cái dòng xe thương hiệu đến từ Nhật. Người ta thường có những câu ca về nó rồi. Nói về độ bền, độ lành tính, bảo dưỡng bảo trì và đồ đạc dễ kiếm. Thì phải nói rằng Honda cũng là một cái sản phẩm và tiêu chí chúng ta nên tìm kiếm. Vậy thì xoay quanh một vòng để chiêm ngưỡng nó. Đầu tiên là cái phần gương này và những cái đường vuốt cong này, và đặc biệt là ở cái phần đuôi này. Đấy. Phải nói là các bác có thể thấy khi các bác nhìn ngang, nhìn ngay ở cái phía lóc này, nó vuốt cong xoải về đằng sau này. Nhìn nó đã thể thao rồi. Và theo công bố nhà sản xuất ở trên đây có 4.8 km đường ngoài đô thị thôi. Đấy. Và những đường gân dập nổi này, la răng phay này. Đấy. Và cái ô cửa kính này nó cũng vuốt theo này. Nó vuốt theo này. Nó rất là hay. Đấy. Thì nhìn nó thể thao. Và vài đằng sau từ cái thế hệ mới này nó mở luôn một quả đèn. Đẹp. Vâng. Có cảm biến cảnh báo va chạm Civic. Đèn đẹp. Và cái ngôn ngữ thiết kế những đường cắt thì thực sự là trên Honda là tạo ra hơi nhiều. Cái mục đích đường cắt là tăng cái độ cứng. Và nó nói lên cái sự gồ ghề, cái góc cạnh, cái sự mạnh mẽ. Thì đó là cái ngôn ngữ thiết kế của mỗi hãng xe thôi. Đấy. Mấy ông này ông ấy thiết kế ra chứ tôi cũng chả thiết kế ra các bác ạ. Đây, cái đèn của nó là full LED này. Đẹp lắm. Thực sự tôi cảm giác là đẹp, đặc biệt là cái công nghệ máy Evotec này. Tôi không nhầm là năm 1982 thì công nghệ máy Evotec ra đời. Năm 82 đến năm 92 thì cải tiến lên công nghệ là Evotec và hoàn thiện nó là vào năm 2002. Thì cái công nghệ máy Evotec này được cả thế giới công nhận đây là một cái cỗ máy tiên tiến nhất mà Honda vẫn giữ đến bây giờ. Phải nói cái máy Evotec là máy rất là hay. Đấy. Ngày xưa nó là Vertec nhưng mà về sau nó là Evotec, mà tất cả mọi thứ có chữ Y là cái cao cấp hơn. Đúng không ạ? Hoặc chữ S. Ví dụ như vậy, cái bản này S chẳng hạn thì nó cao cấp hơn. Vậy thì cái công nghệ máy của Honda này là tôi đánh giá rất là cao. Khi trải nghiệm và đánh giá nó thì nó có độ bền và tuổi thọ rất là cao và đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Đó. Mọi cái cổ phanh của vô người trong này xe còn rất là sáng này. Con này mới chạy được hơn 5 vạn km thôi 2018. Cảm biến khóa mở cửa có, mà ở mức tiền bây giờ là 535 triệu. Tính ra phân khúc hạng C, xe thể thao đẹp này tiền như i10. Thì tại sao không mua nhỉ? Và chạy con này thì nó rất là phê, ngoài cái độ rộng rãi thì nó rất là phê. Tôi nghĩ là nếu tôi thì tôi sẽ mua con này, chứ tôi không mua i10. i10 giờ hoàn thiện đâu nó cũng xem gần 500 rồi. Cố thêm một tí. Bác nào không có điều kiện thì vay bồ. Vay thêm mấy chục nữa xúc ngay con này ok hơn. Đấy. Thiết kế những cái đường cong, đường vòm, đường cô lốp và đường gân dập nổi trên lắp capo. Tôi đã nói rồi. Honda thì thường là một là đường gân, hai là đường cắt góc. Thì để nó tạo lên cái điểm cứng cho chiếc xe thì đây là cũng là vấn đề rất là khôn của ông Honda. Để chiếc xe nó cứng cáp hơn. Đó là cái điểm số. Vậy thì các bác có thể thấy cái sự thiết kế của Honda thì nó trang bị đèn bi. Và ở phần đầu thì nó có một thanh mạ chrome rất là to. Rất là to mà. Đấy, mình phải nói nó rất là to bản. Đấy. Nhìn rất thể thao. Nói chung là cá nhân tôi thì tôi đánh giá nó là thể thao. Đấy. Thể thao nhá. Đấy, logo thương hiệu của Honda. Đèn bi. Đấy, tinh cầu thủy tinh rồi. Đèn gầm cũng rất là sáng. Đèn tích hợp bo rẽ trên gương. Và đặc biệt khi đi vào bên trong là tôi thích cái cụm đồng hồ của cái anh Honda này. Các bác ạ. Các bác ngắm đi. Xong là chúng ta vào nội thất luôn nhá. Đấy, chúng ta vào nội thất luôn. Có cảm biến khóa mở cửa hai bên. Cho cửa lái, cửa phụ, 4 phanh đĩa ABS. Nói chung là chả thiếu gì, có ghế điện. Con này thì nội thất màu đen, có cửa gió điều hòa phía sau. Wow, cốp thì rộng. Nhưng mà đặc biệt là vận hành chiếc này, các bác nào mà thích về cảm giác lái thì đây là một chiếc xe mà tôi đánh giá rất là thích. Cái thứ nhất là đồng hồ số điện tử. Đấy, cái mặt đồng hồ rất là đẹp. Nhưng nó là đồng hồ số các bác ạ. Đấy,
nó đồng hồ số nhé. Đấy, khi chạy thì cái số nó nhảy này, nó nhảy này. Đồng hồ số điện tử này, có đây rồi, cân bằng điện tử này, và có gậy số vô lăng này, có ga tự động cruise control có nhé. Đấy, eco tiết kiệm nhiên liệu này, số tự động đè lỗ này, màn hình Android này, và cam nồi Full HD rất nét. Và phải nói là quá nét đúng không ạ? Đấy, phanh tay điện tử luôn này. Wow, có chế độ đây rồi. Sao nào? Giữ phanh tạm thời, còn auto hold. Chức năng thì rất là đầy đủ, điều hòa auto được của nó đấy. Đèn này bật lên thì sáng, không bật không sáng. Và những cái cửa gió điều hòa thì nó làm cũng cắt góc. Đấy. Mặc cái chất, và các bác nhìn cái chất xe từng con ốc ấy. Từng con ốc nó rất là ok này. Đó. Đè lỗ thông minh nhá, mọi thứ nhá. Và bây giờ thì xem nào. Chúng ta vào cái cỗ máy một chút, đi vào khoang đằng sau cho có rộng không? Cửa gió điều hòa phía sau này. Ô. Tưởng không rộng mà rộng không tưởng. Bơi luôn. Và độ ngả ghế tốt, thoải mái, độ rộng rãi ok. Cửa gió điều hòa phía sau. Đấy. Như thế là ok đấy. Vàng ok đấy. Đấy, phải đánh giá con Civic này là như thế này là ok đấy. Phải nói là những cái đường cắt góc vuông bức thì ngoài chúng ta nên tưởng nó không rộng. Đấy. Nhưng vào bên trong thì rất là rộng. Gương kính chỉnh điện cũng là auto rồi. Đó. Và cốp sau xem nào. Làm tí cốp sau cho nó có rộng không. Con này chạy thực sự thích. Đây này, có 4.8 lít ngoài đô thị này, 6.2 lít hỗn hợp này, 8.5 lít đường phố này. Nó ăn như một chiếc Morning, thậm chí ít hơn Morning luôn. Đấy, công nghệ máy Evertech nó hay như thế đấy. Cái này 1.8 này, cái lỉ của nó thì tôi thấy nó xịn phết này, chắc lắm. Cốp thì rộng. Ồ, cốp sâu thật đấy. Phải nói con này ngoài nhìn tưởng không rộng mà rộng không tưởng. Đồ đạc thì mới tinh. Lốp dự phòng con này còn mới lắm. Gần như là mới chạm xuống đất tí thôi. Đấy, đồ này mới tinh hết. Đầy đủ các bác nhé. Không thiếu cái gì. Đấy, một vô lăng, một củ số. Đấy, và các bác đi khoang động cơ luôn nhé. Con này thì quá quen thuộc rồi. Thì tôi cũng muốn là đây, đứng bên này view cho các bác ở khu vực bên này sang bên kia. Đấy, để cho nó kỹ một tí. Mình bán xe mà, mình bán cái giá trị chất lượng. Đấy, nên là cứ kỹ một tí. Và đặc biệt cái máy con này thì mới là ok này. Đây. Các bác thẩm cho em quả máy này. Dã man chưa? Mới không? Eo ơi, mới dã man luôn. Từng con ốc này. Xoay chậm thôi, đặt in cho các bác ngắm một tí nào. Thì con ốc này. Đấy, đặt đầu chậm thôi. Đấy. Đừng nia máy nhanh, các bác nhìn nó nóa, các bác không phát hiện là từ con ốc. À, giảm sóc này. Sợ chưa? Ô, máy Honda còn là mới thật ấy. Đây, từ cái chốt đầu này. Tèm mà chả chê vào đâu được. Mới thật ấy. Quá mới các bác ạ. Đấy. Đặt nghiêng vào đây cho các bác ngắm cỗ máy, đặt nghiêng thẳng vào đây, đặt đứng im máy. Đấy. Để các bác ngắm nhá, từ trên xuống dưới. Tuyệt vời chưa? Đấy, và nó quá tuyệt vời. Và nó mới như thế đấy. Xe và xe đam mê đã tuyển chọn thì miễn bàn rồi. Đấy, Civic ra đời thì nó không rẻ. À, tôi nhớ là bản ngày xưa bản cao cấp nhất nó trên 900, sắp xỉ 1 tỷ. Con này thì nó chắc cũng gần 900, 8 mấy. Và bây giờ thì có 535 triệu 2018. Xe chạy hơn 5 vạn, rất là đẹp mà mới. Có xứng đáng không các bác? Rất là ok. Ok thì các bác tặng nút like nhé. Thả tim, thả like và đăng ký kênh ủng hộ xe và đam mê. 535 triệu Civic E số tự động 2018. Tình trạng thì như các bác xem rồi. Còn bây giờ các bác nào quan tâm, gọi ngay trong phút video hoặc đến 175 đường Định, thành phố Hải Dương. Được chưa? Và bây giờ xin mời các bác xuống gầm thì mới thấy được giá trị của chiếc xe. Xin mời các bác. Hello các bác, cho các bác xem thêm phần gầm cho nó yên tâm về cái chất lượng xe nhé. Tránh được cái máy nó bỏ, máy ngập nước này. Đây này, các bác nhìn con này. Từ con ốc này. Khủng khiếp chưa? Sáng choang 7 màu luôn này. Cái lưng mà của thằng Honda rất tốt với những giòn này. Giòn này, giòn chuẩn nhé. Những con ốc này. Ốc máy này. Chân ốc máy này. Đây này các bác này.
nhìn nó chuẩn như thế này. Đấy, những con ốc còn xanh nét 7 màu luôn. Thì chúng ta sẽ an toàn với cái cỗ máy nhé, nó rất là quan trọng. Rất quan trọng luôn cái cỗ máy này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, xe mua thì cái thế này nó mới chuẩn được. Đấy, cỗ phanh những cái vạch sơn nó còn nguyên này, càng này, từ con ốc càng này. Đấy, chuẩn chưa các bác? Ok. Đó. Và gầm thì các bác có thể nhìn nhé, những cái tấm phủ gầm này nó phẳng lì, và cái những cái lì cách âm ấy, nó phẳng lì luôn. Đây là lì cách âm này. Đấy, bồ này, phải nói cái vật liệu của Honda này nó rất là tốt, tôi đánh giá rất là cao nhé. Và cái hệ thống treo rồi càng các thứ của nó này, các bác nhìn này, những con ốc này đeo 7 màu hết, và cái vật liệu của nó là hợp kim nhôm. Những càng A này, đấy, đấy, con ốc này 7 màu hết các bác ạ. Đấy, các bác hết sức yên tâm nhé. Những cái bô của Honda này, Honda này trắng tinh luôn. Cô lốp này, đấy, từ chất sâu như kia nhé. Đấy, xanh nẹt luôn, không sợ bị mối mọt ở vùng nước biển thì các bác nhé. Và đầu sắt xịn này, đấy, những cái đường keo này, keo này sắt xịn này, và đầu sắt xịn này, đấy, là chuẩn nhé. Đó, chuẩn luôn, vào đầu sắt xịn bên này này, đấy, không sợ bị đâm va các bạn, đấy, nó an toàn. Các bác mua xe cũ như này nó an toàn, đấy, tiền nào thì của ấy thôi. Đấy, những cái keo của nó quét dày rất dày luôn này. Đấy, keo zin nhà máy các bác nhé, keo zin của nhà máy đấy. Đấy, nên xem được như thế này thì các bác quá yên tâm rồi, đúng không ạ? Phần gầm này, đấy, quá ok và tuyệt vời. Thank you tất cả mọi người nhé. Đó, các bác mua xe thì nhớ soi kỹ phần gầm cho em. Và cảm ơn các bác.